Xin chào mừng tất cả các bạn khán giả đã lại cùng quay trở lại với VSET 2023 Hưng Đông. Và chúng ta vẫn còn một cặp trận đấu rất rất quan trọng ngày hôm nay. Đó chính là cuộc đấu giữa Cerberus Esports và Gam Esports. Mình là Madora và rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong ngày hôm nay. Đây lại là một trận đấu giữa hai ông lớn ở trên bảng xếp hạng. Nếu như mà chúng ta có vẻ như là khoảng thời gian gần đây sẽ nói rất nhiều về cụm từ là Cerberus lượt về, bởi vì họ đang không có một phong độ khá tốt ở giai đoạn lượt về này. Còn bên phía Gam thì họ sẽ đơn giản thôi, nói không với shutdown. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với bàn đấu đầu tiên để xem ngày hôm nay liệu rằng bên phía Cerberus sẽ có thể shutdown được chuỗi thua của họ, hay là bên phía Gam sẽ lại bị shutdown. Nói chung là cũng đơn giản thôi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến ngay với bàn bình luận để có thể cho trận đấu được bắt đầu ạ. Chào đi. À quên. Xin được chào mừng các bạn đã trở lại với ván thi đấu, cặp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa Gam Esports đối đầu với Cerberus Esports. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay sẽ là hai bình luận viên. Xin chào anh Hữu Trung. Chào em. Xin được chào anh Văn Tùng. Ngày hôm nay chúng ta đã có được hai cặp đấu vô cùng hấp dẫn. Trận đấu đầu tiên đã diễn ra một cách mà chúng ta không thể nào mường tượng trước. Một kết quả rất trống vánh dành cho bên phía của Thiên. Và cặp đấu thứ hai sẽ là cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn giữa Thân Khuyển Ba Đầu và Gam Esports. Và đây sẽ là một trong những trận đấu mà rất là quan trọng dành cho Cerberus. Nếu như họ chiến thắng thì là gần như cơ hội đi tiếp của họ là 100%. Đúng là như vậy, và tôi cũng sẽ đang muốn xem là liệu ở trong ngày tới hôm nay thì Cerberus họ sẽ làm cách nào có thể đánh bại các thành viên của Gam Esports. Nên nhớ là ở trong cặp trận đấu giữa Gam Esports và Team Secret, mém tí nữa thôi Gam Esports đã phải nhận một thất bại đầu tiên rồi. Nhưng mà may mắn thay họ đã giữ được cái đẳng cấp của bản thân mình, biết cách tạo được những tình huống giao tranh tốt và từ đó giành được những chiến thắng. Trong khi đó thì Cerberus Esports, như các bạn đã thấy thì họ đang để thua hai trận đấu liên tục, trong cái đó cho có một trận thua 0-2 trước bên phía MBE. Đây đang là một giai đoạn phong độ của Cerberus Esports thực sự đang là một dấu chấm hỏi. Mặc dù với 7 điểm thì cái việc họ đi tiếp ở tại giai đoạn vòng bảng này với một chiếc vé đến với top 4 đã là khá sáng rồi. Tuy nhiên nếu như để có thể thực sự đạt mục tiêu cao hơn tại mùa giải này thì họ chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Cái dớp và cái lời nguyền của Cerberus lượt về cũng đang thực sự là đặt một cái tâm lý nặng nề lên các tuyển thủ bên phía của Cerberus Esports. Khi bây giờ họ đang 7-4 nhưng cái lịch thi đấu còn lại của họ là một lịch thi đấu vô cùng gắt gao, khi họ phải đối đầu với Gam, với SE. Và bây giờ ngày hôm nay họ cần phải có được chiến thắng, tại vì bây giờ các trận đấu còn lại của họ đều cực kỳ gọi là khó khăn. Và ngày hôm nay sẽ có một sự ra quân thay đổi khu vực rừng, đó chính là sự ra quân của Ego. Đây là điều mà tôi đang rất mong chờ. Ego, một trong những nhân tố đi giúp danh phía của Cerberus Esports đã có được chức vô địch của VCS mùa đông. Thì anh ta với việc quay trở lại như thế này là một trong những cách để tôi nghĩ là Cerberus có thể lấy được một tinh thần khá là tốt. Và tôi cũng khá là thích cái tính cách của Ego nữa. Thật ra nếu như chúng ta có xem một số clip thì chúng ta thấy rằng là Ego là một trong những bạn khá là cá tính, một bạn rất là năng nổ trong cái cảm xúc của mình. Cho nên là biết đâu đó, chính cảm xúc đó sẽ mang lại một tinh thần nó tươi mới, nó tuyệt vời cho Cerberus. Và đây sẽ là đội quân của phía Cerberus Esports. Khu vực đường trên, Pool ngự trị ở khu vực đường, đó chính là Ego. Khu vực đường giữa, Yado, cặp đôi đường dưới và hỗ trợ của họ đó chính là Artemis cùng với Renopi. Tại trận đấu gần nhất gặp các thành viên phía Team World thì Ego cũng có ra sân ở ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên đó không phải là ván đấu thành công đối với Ego. Và để xem ngày hôm nay thì có lẽ bên phía của Cerberus Esports đang muốn mang giảm cái aura của Ego chẳng hạn. Anh ta từng có những thành tích đối đầu rất tốt với Levi. Nếu như nói về người chơi đi rừng nào có thành tích đối đầu tốt nhất với Levi tại thời điểm này, đó chắc chắn là Ego. Đúng là như vậy. Còn bây giờ sẽ là đội hình ra quân của bên phía Gam Esports với người chơi đường trên, Kiaya. Khu vực đi rừng, Levi. Người chơi đường giữa, KT. Cặp đôi xạ thủ hỗ trợ là Style cùng với Jin. Jin đây là một mùa giải thực sự tôi thật sự là rất ấn tượng với cái màn trình diễn của Jin. Anh ta luôn biết cách làm sao đó để giúp cho Style càng ngày càng có thể tỏa sáng hơn. Đồng ý, Style hiện tại là một trong những là vai trò xạ thủ rất then chốt của Gam Esports. Đôi khi trong giai đoạn đường Style không thể hiện được nhiều lắm, nhưng bắt đầu những tình huống giao tranh ta biết cách làm sao đó để có thể nổ được nòng súng của mình, biết cách làm sao có thể gây được một lượng sát thương lớn và biết cách làm sao để giữ vị trí. Nhưng mà đôi khi một vài tình huống Style không giữ được vị trí tốt, ai sẽ là người có thể giúp cho Style chọn được vị trí đẹp? Jin. Jin luôn biết cách làm sao để có thể bảo kê được người đồng đội của mình và từ đó mang lại chiến thắng, mang lại một cái sân khấu tuyệt vời để cho Style có thể dễ dàng tỏa sáng. Ở một ván đấu mà bên phía của Gam Esports đã gặp rất nhiều khó khăn trước Secret, bên phía của Gam họ thiếu người. Nhưng với sự tỏa sáng của Jin, với Style, họ đã có thể lật ngược lại cái trận đấu và họ đã giành chiến thắng chung cuộc. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy rằng cái lối chơi của Gam họ đánh kiểu dùng được nha. Họ đánh lên khu vực đường trên carry được, mid carry được, và thậm chí là khu vực đường dưới khi cần Style cũng lên tiếng. Và chúng ta thấy rồi đó, cái kèo đấu giữa một đội có nhiều cái tính đa dụng trong lối chơi của họ luôn luôn chiếm một phần lợi thế. Tại vì bữa giờ chúng ta thấy rồi, Team Well đang có được những chiến thắng trước Cerberus và vừa rồi là chiến thắng trước Saigon Buffalo.
Nói về sự đa dạng về lối chơi thì có vẻ như bên phía của GAM rất chắc là nhỉnh hơn so với bên phía Sabre Sports rồi. Sabre Sports tại thời điểm này tôi vẫn nghĩ rằng họ sẽ phụ thuộc khá nhiều vào phong độ carry của Tatumis ở tại khu vực cánh giữa bản đồ. Anh ta vẫn đang có được thời điểm mà những con tướng trong meta ví dụ Jhin, Aphelios, Sayarakan đều là những vị tướng rất thuận tay của anh chàng Artemis này. Tuy nhiên thì phần còn lại có lẽ sẽ cần nhiều sự hỗ trợ hơn dành cho Artemis ở trong ngày thi đấu hôm nay để họ có được chiến thắng. Giống như trận đấu tại lượt đi, ít nhất là Sabre Sports đã có một ván thắng trước GAM xoay quanh con Aphelios của Artemis, và để xem lượt về họ có làm tốt hay không. Và cái quan trọng hết là hiện tại meta này thật ra vẫn đang ủng hộ Sabre một tí xíu, đặc biệt là khu vực đường trên, khi mà cái lối chơi của Wool đại đa số đều là những vị tướng mang theo hướng chống chịu, thì đây vẫn đang là cái vai trò mà được đánh giá khá cao khi mà Kassante, đôi khi là Sion đều là những vị tướng mà Wool đã xử lý rất tốt ở trong một khoảng thời gian rất là dài. Hơi đáng tiếc tí xíu là phong độ khoảng thời gian gần đây của Wool nó ở lên mức độ tương đối khá bất động. Nhưng biết là đó, trước một trận đấu quan trọng như thế này thì Wool biết cách lấy lại bản thân thì sao? Tôi hy vọng là Bull sẽ trở về với chất tướng quen thuộc của mình, là chất tướng tăng cơ, tại vì những trận đấu gần đây anh ta hay sử dụng những vị tướng là Jack như là Kennen, thì những cái thành công người ta mang lại cho đội tuyển mình là chưa có. Còn ngược lại bên phía của Style, trước đây chúng ta đã từng thấy là anh ta hay tỏa sáng với con tướng là Jerry, nhưng ở trận đấu vừa rồi đối đầu với Secret anh ta cũng có thể làm điều đó với con tướng là Jhin. Vậy thì xem thử là trong trận đấu ngày nay bên phía của Secret liệu rằng có dành những lượt cấm ở khu vực xạ thủ dành cho Style không? Cũng cái tôi khá ấn tượng, đó là điểm chung của hai đội này, đó là không nhắm quá nhiều vào con Sezu. Ở trong cái first pick, ngay cả bên phía của Gamesport nha, đôi khi họ ở bên đội xanh họ cũng cấm con Sezu, chứ họ không có cái câu chuyện là họ sẽ chọn. Mà thường hình như tôi cảm giác là đánh nhiều nhất là con Ngộ Không thì phải, cả hai bên luôn. Đúng. Ngày hôm nay khi mà Eagle xuất hiện thì có thể có thêm cả con Lee Sin để tranh chấp giữa cả hai người chơi rừng nữa. Và đây chính là đội hình mà bên phía của Sabre Sports dùng để lên ngôi vô địch ở tại VCS mùa đông năm 2021. Và đây sẽ là một đội hình mà họ dùng để có thể đối đầu với GAM trong ngày thi đấu hôm nay nữa. Thì không biết là ngày hôm nay liệu rằng cái lối chơi bên phía của GAM họ sẽ đánh lên cánh trên để nuôi Kia'ya cùng với KT và giúp cho họ có những áp lực ở trong giao tranh tổng, hay họ sẽ đánh xuống điều kiện thắng cánh dưới xoay quanh Style cùng với Jhin. Vì dù sao Jhin cùng với Style cũng có một bể tướng rất là rộng, họ hoàn toàn có thể đánh chiến thuật lên cánh trên, bởi vì cánh dưới Style có thể đánh được những pháp sư Vega, Zik là những con bài dùng để có thể phòng thủ rất là tốt và vẫn có sát thương trong giao tranh, hay là những vị tướng mà Levi có thể tác động trực tiếp xuống cánh dưới sớm, với những vị tướng thậm chí có thể hướng tới việc băng trụ khi mà Jhin có thể dùng xạ thủ hỗ trợ. Và đó cũng là cái quan trọng, tức là hiện tại bể tướng Gamesport họ đang được chọn những vị tướng mang thiên hướng là khá là dễ cho việc là vận hành lối chơi. Nó không chỉ dễ cho việc vận hành lối chơi mà cái cách mà đảo đường nó cũng tương đối dễ nữa. Ví dụ Vega, KT cầm cũng được, Style cầm cũng được, Ragaz nếu như là một first pick thì Levi cầm cũng được. Và đôi khi nó có thể là một cái sự trao đổi giữa đường trên hoặc đường giữa chẳng hạn. Rất rất nhiều cách có thể giúp cho bên phía Gamesport có thể chọn được một vị tướng đầu dùng để phủ đầu từ sớm, rồi sau đó chọn những vị tướng khác để nhằm có được những kèo đối đầu thuận lợi hơn. Cảm ơn những phân tích rất sâu sắc đến từ anh Hữu Trung, và chúng ta đã có được những lượt cấm đầu tiên rất rõ ràng, Ngộ Không của Levi và Jerry tay của Style. Trong khi đó thì bên phía bên kia, GAM quyết định loại bỏ đi Lucian, Nami khu đường dưới của Sabre Sports, và họ cấm thêm cả Nautilus của Ronopi. Ngoài ra thì họ còn loại bỏ thêm cả LeBlanc trong tay của Yado nữa. Như vậy thì Sejuani first pick vẫn còn rồi Eagle, nếu anh ta muốn dùng, như chúng ta đã phân tích rồi. Đây là con tướng mà cả Levi lẫn cả Eagle đều không mặn mà gì cho GAM cả. Và quyết định đưa ra tới từ bên phía Sabre Sports là first pick của con Annie. Có một cái tôi khá thích dành cho bên phía của Sabre Sports, đó là họ cấm đi những vị tướng có thể giúp cho bên phía của Gamesport lần cường thế cờ khá là dễ. Đó là Ngộ Không, đó là Jerry. Họ muốn thắng một cách tuyệt đối, họ muốn thắng một cách triệt để và không để cho đối thủ có thể tận dụng được những sai lầm của mình. Thì đó, những lượt cấm đó sẽ giúp cho anh phía của Sabre họ tương đối thuận lợi. Họ có trước Annie, nhưng nên nhớ Annie này Yado cầm cũng được, Robby cầm cũng được. Còn trong khi đó Gamesport ngược lại, họ đang nhắm vào những vị tướng đều có thể khiến cho Artemis phải hối hận với những tình huống chọn vị trí tệ của mình, như là Rakan, như là Vi. Chúng tôi cảm giác rằng bên phía của Sabre Sports phần nhiều con tướng Annie này sẽ thuộc về tay của Yado, tại vì nó không quá mạnh khi ở vị trí hỗ trợ trong tay của Rodobi. Bên phía bên kia đã bích cho mình con Rakan rồi, ngược lại trên phía của Sabre Sports họ quyết định là tước đi bộ đồ Saya Rakan. Đây là một lựa chọn hợp lý dành cho bên phía của Sabre Sports, vì Saya thực ra là một xạ thủ có khả năng hoạt động độc lập tốt và không phụ thuộc vào việc phải đi cùng với Rakan tại khu đường dưới, giống như kiểu Lucian, Nami bắt buộc phải đi cặp. Và như vậy thì bên phía của Sabre Sports vẫn có một xạ thủ mạnh trong tay của Artemis. Trong khi đó thì GAM, để xem quyết định xạ thủ của họ sẽ là gì đây. Họ quyết định lựa chọn Jhin, Jhin Rakan đối đầu cùng với Saya khu vực đường dưới. Và ở tại phe cấm thứ hai để xem quyết định của GAM sẽ là cấm nhắm tới hỗ trợ hay sẽ cấm lên các khu vực khác, ví dụ đường trên của Wool. Đang suy nghĩ rất kỹ, có lẽ bên phía của Sabre cũng sẽ phải suy nghĩ rất kỹ, và Gasport cũng sẽ tương tự như vậy. Vừa rồi Gasport mới khóa xong con Jhin luôn. Đấy là một sự lựa chọn mà chúng ta thấy nó đã mang lại cho Style cái Wara kill ở trong trận đấu trước đó, cho nên không có lý do gì để cho bọn họ phải từ chối cả. Còn trong khi đó, những lực cấm ở trong phase 2 cũng đã có rồi. Khi bên phía của Gasport họ cấm Neuratoclast, đấy là một con tướng mà nó có thể giúp cho khu vực đường dưới thật ra đi đường khá là khỏe.
khả năng cấu rỉa có, khả năng bắt tay có, khả năng giữ chân và khiến cho con Zin farm cũng khó luôn. Cho nên Gansbox cũng bắt buộc phải cắm vào thôi. Và tiếp theo nữa là Blitzrang, một trong những mẫu tướng mà đôi khi cái câm lặng cũng là một cái gì đó rất nguy hiểm đối với một đội hình lao vào như là Rakan, như là Vi. Cái điểm mấu chốt mà con bài Realta Class này còn đem lại đó chính là cái khả năng counter được đội hình lao vào mỗi giao tranh. Và chúng ta thấy Rakan và Vi, hai vị tướng này là hai vị tướng xâm thẳng vào giao tranh, nó chỉ có một màu cơ bản thôi, đâm thẳng vào mà thôi. Thì với cái hợp chất điên loạn, bạn hoàn toàn có thể ngăn chặn những cái pha lao vào để có thể mở giao tranh. Và bây giờ luôn đó chính là Ari lại thêm một vị tướng ở khu vực đường giữa cho Katy để có thể thực hiện cái tình huống make play. Đây là một trong số những pháp sư mà Katy có thể đi chung với Levi và tạo ra những tình huống tác động sang hai đường cánh một cách cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là chưa biết đường trên trong ván thi đấu này thì Kiaya sẽ đánh một chất tướng mang thiên hướng chống chịu mở giao tranh hay sẽ là một chất tướng mang thiên hướng carry, còn phải tùy vào lựa chọn của Poon nữa. Hai lực cấm ở tại phê 2 bên phía của Severus Esports đưa ra là Jack cùng với Cassante thì đều là những vị tướng mà Poon cũng dùng khu đường trên. Thế nên bây giờ bảy tướng của Poon sẽ xoay quanh những con bài như thế nào đây? Họ vừa khóa vào con Rumble, cùng với đó là Alistar, tức là Rumble khu vực đứng trên, Annie đi khu vực giữa và hỗ trợ mở giao tranh là Alistar cho Rovi. Tức là họ đã có rất nhiều những công cụ sẽ khiến cho cái tiến trước của Gunsport tương đối ngại đã lao vào. Chúng ta thấy từ nãy giờ ở trong những sự lựa chọn mấy tướng lao lên, cả ba sự lựa chọn của Gunsport đều là những vị tướng theo kiểu như là dạng mỏng. Nếu như bạn bị dính một trong số lượng khống chế có thể được tạo ra đến từ con Alistar, bị những pha bò hút nghiền nát hay một cú thả gấu, đôi khi là một vài cái thiêu rụi chẳng hạn đủ stack để có thể giữ chân lại, thì lúc đó Gunsport sẽ tương đối khó để thể lao vào tấn công. Cho nên đó là do sao mà họ đang bắt đầu chuyển sang một hướng khác. Họ đang muốn đội hình 1-4 tận dụng những khoảng trống mà Kia có thể làm được, tận dụng những khoảng trống mà Kia đẩy lính rồi sau đó cắm mắt được, từ đó khai thác vào thẳng mục tiêu quan trọng nhất mà hiện tại Severus đang sở hữu là Artemis. Với con Seiya này, bạn lấy được cái bảo tố nội vậy thôi là đủ rồi. Gaspard chỉ cần như đó, bạn chỉ cần lấy được bảo tố nội vậy là cái cách để cho Severus thắng đầu pha giao tranh nó khó gấp vạn lần. Các lượng bích của hai đội tuyển đã đều được khóa lại, nhưng tôi cảm giác rằng cái cách vận hành của hai đội tuyển đều đang khá giống nhau. Họ có những công cụ mở giao tranh, họ có những công cụ làm mềm trước giao tranh. Bên phía bên kia thì có Jay trong tay của Kiaya chẳng hạn, còn phía ngược lại thì Rumble với những cú mưa tên lửa vẫn có thể sẽ khép góc xạ thủ đối phương, hay là Ari để có thể kéo đi một lượng máu trước thềm giao tranh. Và bây giờ cả hai đội tuyển đã khóa lại cho mình cái đội hình rồi, cả hai lô đánh đều đã được chốt lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu đầu tiên và xin được nhường lại sân khấu cho anh Hữu Trung và anh Văn Tùng. Cảm ơn Ngọc Thiên. Và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên cùng đội các thành viên của Gamesport và Severus. Hiện tại cả hai đều đã có được những sự lựa chọn rất ưng ý. Cách viên của Gamesport, họ sẽ cần phải đầu tư khá nhiều cho con dây trong khoảng thời gian đầu tiên. Rumble là vị tướng tương đối dễ bị găng, đôi khi một cái nắm đấm bùng nổ là đủ rồi. Bạn có thêm cú lôi phạt để có thể làm chậm nữa thì đã đủ để khiến cho một vị tướng kém cơ động như Rumble rất dễ bị mất mạng. Còn trong khi đó thì những cánh còn lại chắc là phải đợi khoảng thời gian sau, khi khoảng trống được mở ra đường lên xong thì lúc đó Gamesport mới có thể khai thác tiếp được. Một ván thi đấu mà cả hai người chơi đứng trên đều đánh những chất tướng rất mạnh trong khoảng ra ban đầu và sở hữu nhiều sát thương. Vì vậy những sự chú ý đến từ cả hai người chơi đứng rừng lên khu cánh tre bản đồ rất dễ có thể xuất hiện ở trong ván thi đấu này. Và để xem liệu rằng Levi hay Ego sẽ là người có được khả năng tấn công tốt hơn. Vì cả hai chất tướng đi rừng đều có khả năng dọn rừng nhanh và tấn công cấp độ 3. Họ đều có hiệu không chế, họ có rất nhiều sát thương. Cánh trên bản đồ với những vị tướng như Annie, Ari, Jay cùng với Rumble cũng đều là những vị tướng hỗ trợ tấn công được. Và để xem ván thi đấu đầu tiên này bên nào sẽ nhập cuộc tốt hơn. Đặc biệt hết là cái khả năng đẩy đường nữa. Cảm giác được nửa cánh trên thật ra đẩy tôi cảm giác là ngang nhau. Kể cả con Annie phía bên kia và phía bên này ngược lại, Larry cũng tương tự vậy. Và đặc biệt khu vực đường trên Rumble, đôi khi những cú Wii của mình cũng là một trong những công cụ thổi lính rất nhanh, nó có thể giúp cho cả hai bên tạo được những khoảng trống. Thì lúc đó là lúc mà đây rồi, mới nhắc xong Levi đã bị phát hiện. Ta nên cần phải lùi đọc tí xíu khi một cú lao điện được tung ra đến từ Bull. Cái bản ngọc của Bull là bạn Ngọc mang thiên hướng dễ chơi, dễ trúng thượng. Đôi khi bạn chỉ cần lao lên tấn công, bạn đi bộ lên, bạn sử dụng kỹ năng quy của mình thôi là đủ để có thể kích được cái thiên thạch bí ẩn vào thẳng vào người của một con dây. Còn trong đó Kia sẽ đòi hỏi nhiều hơn, anh ta sẽ cần phải có những pha tiếp cận. Nhưng cần phải lưu ý, Bull không mang theo dịch chuyển, Bull cầm thiêu đốt để khu mẫu với đối thủ luôn. Đây là một phép bổ trợ có khả năng đánh tấn công rất mạnh ở tại khu vực đường trên. Và kèo đấu giữa Rumble cùng với Jay, thực ra đây là một kèo đấu từng tồn tại rất nhiều trong quá khứ của Liên Minh Huyền Thoại ở tại các giải đấu chuyên nghiệp. Và Poon đã lấy một phép bổ trợ mang thêm tấn công mạnh như vậy, chẳng có lý do gì mà Ego lại không ăn từ dưới lên cả. Sẽ là vòng rừng thu hút cánh dưới lên đến từ Ego. Áp lực của anh ta sẽ là rất lớn dành cho Kiaya. Trong khi đó thì Levi đang làm điều ngược lại. Anh ta sẽ có một vòng rừng từ khu vực cánh trên xuống khởi đầu từ khu vực bùa đỏ và anh ta solo rừng. Như vậy thì Kiaya có thể sẽ không nhận được sự hỗ trợ của Levi trong khoảng thời gian ban đầu.
Và có lẽ như là khoảng thời gian này Levi cũng không muốn hỗ trợ cho Kia lắm, bởi vì nếu như 2-2 tôi cũng không chắc lắm là tỷ lệ thắng đến từ Levi và Kia có thể đánh bại được cặp đôi Vigo cũng như là đồng bộ phía bên kia, một cặp đôi có khả năng gây sát thương trong một khoảng thời gian dài khá là ổn. Quay trở lại với khu vực này, hiện tại Bull anh ta lên cái lao điện, cho nên là chắc chắn là khả năng đẩy lính của Bull nó sẽ tương đối bị hạn chế. Sải tay ngắn, còn trong đó Kia chỉ việc lát hit với cái sải tay dài đến một con dây mà tôi đang không hề lo sợ. Còn trong khi đó câu chuyện của mình giữa thì nó khác hoàn toàn, một kỹ năng quy thôi, nó khiến cho cái tay mất rất nhiều máu. Và điểm mạnh của Yado, điểm mạnh của Oni hiện tại nó đang bắt đầu gây khó dễ cho KT. Khi mà KT khoảng thời gian này vẫn chưa có hôn gió, trong đó Yado chỉ cần tích xong đủ bốn sắc là dư sức để có thể khiến cho KT phải đứng im rồi. Rất áp lực, Yado lên cơ độ 2 trước và anh ta ngay lập tức lấy đi tương đối nhiều máu của KT. Và đây có lẽ cũng là lý do vì sao mà Levi không dám đối diện trực tiếp với Eagle ở tại phòng rừng đầu tiên. Nhưng Eagle đang có phương án khác khi mà anh ta di chuyển thẳng xuống khu vực đường dưới tìm kiếm cặp đôi đường dưới đang đẩy cao của Gam. Cơ hội là đây, không hề lo sợ. Để xem nào, có thể nhắm tới Style hay là nhắm tới Jin đây. Cả hai, một trong hai đều được. Nếu như lấy được cái thanh tẩy thì rất tuyệt vời. Tóc biến lên combo, lấy được tóc biến của đối thủ vẫn còn thanh tẩy đến từ Style. Đó là xuất hiện hoành tráng của Jin. Jin đã tìm một cái được thể bỏ chạy và ngay lập tức Style quay trở lại một cú giật bắn. Mất khá nhiều máu, đã mất thanh tẩy đến từ Style và Rory cũng không còn nhiều cách lắm để tấn công tiếp. Rút long về lấy rất nhiều máu của Style. Và đứng dưới có vẻ sẽ là hụt hơi cho Style rồi. Một pha đầu tư thời gian ở vòng rừng đầu của Eagle để có thể lấy phép bổ trợ của Style, và anh ta đã thành công trong việc bóc rỡ đi hai phép bổ trợ này. Levi đang có mặt ở gần khu vực này nhưng anh ta đơn độc, không nhiều sự hỗ trợ tới từ cặp đôi đường dưới của Gam dành cho Levi. Và để xem Rory của Vigo sẽ phản ứng như thế nào. Ui, quyết định đấm luôn để có thể tấn công mạnh vào người của Artemis, nhưng liệu được hay không đây. Hiện tại Artemis chỉ mới cấp độ 3, cấp độ 2, và trong cái đó thì Zin đã lên được cấp độ 3 rồi. Cơ hội được cho cái khả năng tấn công mạnh đến từ phía của Gam Esports là đây. Họ không hề lo sợ và nào đúng, họ biết hiện tại ở phía cánh trên đây có người chạy vào được tay hỗ trợ đây KT. Nhưng nhìn vào lượng máu và lượng năng lượng KT, tôi không chắc lắm là anh ta có thể nắm được tỷ lệ thắng cao. Rory vẫn đang quay trở lại tấn công và người ta có thể nhắm thẳng vào ngũ Jin. Jin vẫn còn xuất hiện ráng cho nên vẫn có thể lùi ra được. Trong khi đó con cua nó thuộc vào tay của Eagle. Áp lực tới từ tình huống di chuyển của Yado là quá nhiều và chắc chắn là Gam sẽ không dám giao tranh tại khu sông dưới, nơi mà đường giữa của họ đang thất thế hơn. Và đây có thể là vòng rừng mà Eagle tiếp tục tìm kiếm được Levi với sự tự tin cao của con Virgo này. Levi đã giải quyết xong con bột xanh và anh ta đang tìm sự hỗ trợ đến từ cặp đôi đường dưới của mình. Nhưng liệu rằng có pha va chạm giữa hai người chơi rừng diễn ra hay không đây? Vẫn đang suy nghĩ rất kỹ, Eagle vẫn đang muốn biết chắc chắn được là hiện tại Levi đang di chuyển như thế nào. Anh ta đã có thông tin đầy đủ nhưng anh ta cũng chưa biết lắm. Đây rồi, Robby đã bắt đầu di chuyển. Ego sử dụng kỹ năng quy của mình để có thể đâm vào người của Jin, và Jin ngay lập tức báo cho Levi biết được hiện tại đang có sự có mặt của Ego và Robby. Cho nên Ego và Robby quyết định là lùi về mà thôi, họ chuyển sang địa chỉ khác là khu vực giữa để có thể khai thác. Nhưng tôi cảm giác được không, đây Robby hiện tại đang đứng trên mặt Ego tương tự vậy. Và Katie sẽ bắt đầu báo những người đồng đội của mình, anh ta chỉ việc sử dụng kỹ năng quy là đủ để giải quyết lính mà không cần phải đưa mình vào một cái thế quá khó. Vẫn đang đứng dình, có Hexflash. Hôn gió thành công, bắt đầu tung kỹ năng ra, có thêm trụ nó bắn vào người nữa. Robby hiện tại đang gặp vấn đề lớn, anh ta đang tương đối là bị thọt về mặt cấp độ và chắc chắn là kinh nghiệm cũng tương tự như vậy rồi. Một vòng rừng mà Eagle đang đầu tư quá nhiều thời gian để chăm sóc cho các đường cánh dưới của Sabre Sport, và bản thân anh ta đang bị đuối farm hơn so với Levi. Mặc dù vòng rừng đầu anh ta có hai cua nhưng anh ta sẽ mất khá nhiều thời gian để tiếp tục farm thêm ba bãi rừng cánh trên của Sabre Sport. Trong khi đó Levi bắt đầu vòng rừng thứ hai của mình rồi. Lần về nhà đầu tiên thì Levi khởi đầu cũng khá là an toàn với viên hỏa ngọc, vì anh ta biết rằng mình cần nhiều khả năng chống chịu chứ không phải là tấn công. Và bây giờ sẽ là khu vực đường trên đang là những nỗ lực đóng băng lính tới từ Pool với cú thiêu đốt của mình. Kia thì đang ở một ngưỡng năng lượng tương đối tệ. Rakan của Jin chạy thẳng lên khu vực đường trên tìm kiếm cơ hội phản công. Nhưng mà liệu khu vực đường dưới nó có thể sẽ bị lộ ra hay không? Khi mà Kia đang không có nhiều năng lượng lắm, tức là khả năng tấn công xuống khu vực đường xuống và lên khu vực đường trên của Jin nó cũng sẽ tương đối hạn chế. Pool vẫn còn tóc biến, Pool vẫn còn thiêu đốt, và Kia bắt đầu tích lại được nguồn năng lượng của mình rồi. Anh ta đang sử dụng khá nhiều khả năng hồi phục để có thể tích lại được một lượng năng lượng, và may mắn thay là Jin vẫn chưa bị phát hiện. Nó khiến cho khu vực đường dưới hiện tại vẫn chưa bị khai thác một cách tối đa lắm của Artemis cũng như là Robby. Cả hai đều chưa có đầy đủ thông tin cho nên họ cũng không chắc lắm đâu pha lao lên. Còn trong khi đó câu chuyện khu vực đường giữa, giờ đâu cần phải cẩn thận. Đang có người phía dưới, đang có người phía trên và sẵn sàng cho một tình huống tấn công. Lính cũng không thuận lợi lắm cho nên Yado hiện tại đang khá là thoải mái. Anh ta bắt đầu báo những người đồng đội của mình. Và ngay lập tức Artemis di chuyển lên cao hơn một tí xíu để khép góc và khiến cho Style cần phải hạn chế càng nhiều của lính càng tốt. Rất nhiều những pha di chuyển của cả hai người chơi rừng và cả hai người chơi hỗ trợ ở trong khoảng thời gian vừa qua, tuy nhiên chưa có chiến công đầu. Và bây giờ thì điểm chung của cả hai người chơi rừng là họ sẽ có mặt ở tại khu vực cánh dưới bản đồ để cạnh tranh con rồng nguyên tố đầu tiên. Và xét về khả năng cạnh tranh rồng thì có vẻ như Sabre Sport đang là những người nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát rồng nguyên tố đầu tiên, bởi vì đường giữa và đường dưới vẫn đang là thế đẩy dành cho bên phía của Sabre Sport. Chưa kể là trong khoảng thời gian này, việc một con Jinx mất đi phép bổ trợ tốc biến đang khiến cho Style không dám có những pha đẩy quá cao. Nó còn chưa kể đến là Style hiện tại nó thua một cấp độ. Anh ta đang rất chật vật trong việc lên được cấp độ bằng với lại Artemis bên kia. Và kia thì biết đã tốn một khoảng thời gian rất là ngắn
để có thể chuẩn bị lên được cấp độ 6 thì ngay lập tức Style hiện tại mới lên được cấp độ 5. Chúng ta thấy rõ ràng là một khoảng cách mà kinh nghiệm hiện tại cũng đang ảnh hưởng khá nhiều. Robby thì cũng đang muốn lên được cấp độ 4 rồi. Anh ta đang chờ đợi rất lâu thêm một con lính nữa mà thôi. Và ngay lập tức Robby đã lên được cấp độ 4, khả năng tấn công ở ngay khu vực hang rồng là đây. Còn Artemis có cấp độ 6. Severus sẽ suy nghĩ rất kỹ cho câu chuyện là lấy con rồng sớm. Đây là một nhịp mà Ronopi đang có ý định muốn về nhà để có thể giải phóng tiền chung với xạ thủ của anh ta. Mặc dù vừa rồi là đẩy khá tốt tới từ Artemis, nhưng đường giữa là một nhịp mà KT là người đẩy cao hơn so với Yado. Yado về nhà bổ sung trang bị và anh ta trở lại sau so với đường giữa bên phía của Gam. Chưa phải là dòng nguyên tố đầu tiên cho bên phía Cyber Esports, nhưng hiện tại thì vẫn đang có những tín hiệu đi đầu khá là khả quan dành cho bên phía Cyber Esports ở tại khu vực cánh dưới bản đồ. Họ đã có được khả năng kiểm soát khu vực sông dưới tốt hơn. Và cánh trên, Levi đang kiểm soát cua. Xong con cua này thì để xem Levi sẽ di chuyển về hay sẽ tiếp tục phát động một pha tấn công lên cánh trên đây. Rumble của Pool. Hiện tại anh ta đã bắt đầu có những sự thua thiệt về chỉ số lính, mặc dù mang theo thời đốt, nhưng áp lực đi đường của Kiaya vẫn là quá tốt. Và hình như là ý định của Levi rất rõ ràng, anh ta muốn khai thác thật mạnh lên khu vườn trên, nhưng Pool vẫn còn tốc biến, Pool vẫn còn kỹ năng R của mình bắt đầu rải ra mưa tên lửa. Và hiện tại Kiaya đang đứng kẹt bên trong đó, trụ đã bắn đất. Kiaya ta bị nhánh hiệu ứng của thiêu đốt và Levi sẽ phải đâm xuống Pool và Isaac. Tuyệt vời cho người chơi đường trên của Severus. Một cái mưa tên lửa hoàn hảo, đơn giản như vậy mà thôi. Và Gam đã tính sai sát thương cho tình huống vừa rồi khi mà cú lôi phạt của Kiaya không kết liễu được Pool, vô tình đẩy Pool ra một vị trí mà Levi cũng không vào đủ sát thương được nữa. Còn tại khu vực đường giữa thì Yado đã bung luôn triệu hồi Tipper để có thể lấy máu KT, và anh ta đang tìm cơ hội để có thể hỗ trợ cho người đồng đội của mình tại cánh trên trong việc kiểm soát sứ giả. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cấp độ 7 cho Pool. Và khi Pool được lên được cấp độ 7, chúng ta nhìn một cái mưa tinh lửa quá tuyệt vời, tại vì nó đốt cả Levi, nó đều làm chậm cả Levi và Kiaya. Và khi mà Kiaya sử dụng cú lôi đó, đó không phải là lôi phạt, đó là lôi cả hai cùng nằm xuống. Và chính tình huống đó thôi mang lại cho Cerberus chắc chắn là sẽ còn nhiều tham vọng hơn. Artemis có thể sẽ mất chiêu cuối trong tình huống này. Anh ta còn tốc biến, còn hồi máu, đã phải sử dụng hồi máu của mình né ra khỏi tên lửa đạn đạo siêu kiếp. Và cơ hội Robby là đây rồi, tốc biến hút đường sai vào thế này rồi, rút lông về chàng, rút lông về Robby có được 300 gold. 3-0 cho Cerberus. Còn trong khi đó thì Gamesport đang nhắm vào cầu rồng. Đây sẽ là một mục tiêu mà Levi gỡ gạc, nhưng cũng chỉ được coi là gỡ gạc lại mà thôi. Sau hai tình huống băng trụ vô cùng thảm họa ở hai cánh khác nhau trên tàu bản đồ, Gam đã mất tổng cộng là 3 ma hạ gục, trong đó có một cú double kill dành cho Pool ở khu vực cánh trên bản đồ trong một pha 1-2 dưới trụ. Còn tình huống xử lý của Artemis, anh ta quá bình tĩnh trong pha vừa rồi. Jin cấp độ 5, áp lực tới từ hỗ trợ của Gam là không đủ để có thể làm khó Artemis, anh ta vẫn xử lý được với bão tố nổi dậy. Và lúc này KT không thể hỗ trợ được cho đồng đội của mình khi anh ta liên tục bị khả năng cấu rỉ của Yado đưa anh ta vào ngưỡng máu thấp. Một ván thi đấu đang bắt đầu rơi vào cái thế khó khăn dành cho phía của Gamesport. Họ không đảm bảo khu vực đường trên kia ra có thể đẩy tạo ra một góc trống, và họ cũng không đảm bảo là công si nằm trong của Style sẽ có được những lợi thế. Hãy nhìn vào lượng trang bị, Artemis không hề nào đúng, anh ta hiện tại không cần phải lên lượng 2 là thế thích, lượng kinh tế của anh ta vẫn đang nhỉnh hơn so với Style sau khi có được bài hỗ trợ vừa rồi, và chắc chắn nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Còn KT cần phải cẩn thận, Ego có tốc biến, Ego đang muốn tiếp cận, Yado đang muốn lao lên có một pha thả gấu đẹp, nhưng KT lập tức lùi lại, không còn nhiều năng lượng. Các cơ hội đánh của KT khu vực giữa đã tương đối bị hạn chế. Còn trong cái đó Style nên suy nghĩ cho kỹ trong giai đoạn sau. Tóc biến ma thuật đang chờ sẵn, đã tóc biến ma thuật, nhưng ngay lập tức Robby đã phải lùi về, anh ta hút vào con lính để có thể thoát khỏi tình huống tấn công. Còn trong khi đó Levi đang suy nghĩ đến câu chuyện đắm xuống, nhưng ta quyết định là lùi về, bây giờ ta biết là Andy đang là người xuất hiện ở đây. Còn trong đó KT hết năng lượng, bấm B về trước đó rồi. Style còn hai phép bổ trợ và Ronopi Alista của anh ta mới chỉ cấp độ 5, không có đủ khả năng băng trụ cho thiếu vừa rồi, và chỉ là một tình huống mất máu đôi chút tới từ Ronopi mà thôi. Cánh dưới cũng không còn mục tiêu để cả hai có thể cạnh tranh. Ego đang tìm kiếm cơ hội tấn công để có thể triệu hồi con sứ giả, và Levi đoán rằng Ego sẽ triệu hồi sứ giả tại cánh dưới. Anh ta đang có những tình huống di chuyển để thực hiện một pha phản công với tà sông ngũ đột, nhưng lúc này khi Yado là người đẩy trước so với KT không có dịch chuyển thì Gam sẽ bị thiếu người. Và Rory bắt đầu hút lấy được tóc quý của Star. Anh ta có một vài nghiền nét không thành công lắm, đã phải sử dụng bước bất khuất của mình. Levi cũng ngay lập tức đấm được có thể lùi về. Anh ta đang có một lượng tầm nhìn chất lượng, Rory đã không còn bất khuất nữa. Ngay lập tức Cerberus sẽ cần phải suy nghĩ kỹ cho câu chuyện làm mạng biến đánh tiếp theo, nhưng ý định đã hoàn thành, họ lấy được tóc biến của Star. Lại một lần nữa xạ thủ của Gam phải mất đi phép bổ trợ tốc biến, và trong tình huống vừa rồi họ chỉ có thể đánh lùi như vậy mà thôi. Họ không thể nào thực hiện một pha phản công để trở lại được, mặc dù có sự xuất hiện tới từ Levi, vì đó là những pha di chuyển chủ động hơn tới từ bên phía của Cerberus Sport ở tại người chơi đứng giữa của họ. Và KT ván thi đấu này anh ta vẫn cần phải dùng cái thế đốt này thật sớm thôi để lấy lại phép bổ trợ dịch chuyển, nhằm có những pha tác động tới khu vực cánh dưới tốt hơn. Điều mà KT đang làm tốt là anh ta có một chỉ số farm nhỉnh hơn so với Yado, và sẽ có thêm cả giáp trụ đầu tiên nữa. Đây vẫn đang là một Ahri có được lượng sức mạnh cần thiết, nhưng phần còn lại của Gam có lẽ sẽ cần nhận sự hỗ trợ của KT nhiều hơn để họ có thể lấy lợi thế ở các khu vực khác.
Nhưng mà cái khó của KT đó là bây giờ nếu như mà nói về cái nơi mà anh ta dễ để có thể có một pha hung gió đẹp đó là khu vực đường trên. Khoảng thời gian sau khi mà vô đó hoàn thành xong cái trường trường sinh, tôi cảm giác qua này nó tương đối trâu. Trước kể đến là có thêm cả kỹ năng E nữa, nó sẽ giúp cho Dodo, nó sẽ giúp cho Yado rất là khỏe. Nếu như đối thủ có một pha lao và tấn công mà bạn không dứt điểm được Annie, để cho Annie có thể thả gấu lực ngược lại trước khi nằm xuống, bạn vẫn thả gấu đẹp, thì đây cũng sẽ là công cụ đẹp để cho Cerberus có được một màn phản đòn. Cho nên trong khoảng thời gian này KT nên tận dụng những gì tốt nhất của bản thân mình, đó là những cú hung gió đẹp trước khi mà Yado bắt đầu tới được cái ngưỡng sức mạnh mà một con Annie gần như là rất trâu ở trong khoảng thời gian sau của ván thi đấu. Tình huống di chuyển đây muốn làm luôn. Yado sẽ có thể bị phát hiện ngay lập tức, anh ta đã tóc biến được thể thoát đi một pha thả gấu để thể giữ chân. Levi đang đứng kẹt bên trong và ta sắp sửa nằm xuống, anh ta bị trụ bắn rồi. Ego đang muốn lượm xác, KT đang bị trụ bắn khá đau, Robin vẫn đang tiếp tục lao đến tới, anh ta combo một hút nghiền nát có cả thiêu đốt, KT sẽ mất mạng. Phía bên này sau đây thả vô từ đó rất đẹp, Kia đang đứng bị kẹt lại bị dính nội tại E đến từ Robin. Robin đang gõ liên tục người Kia tóc biến lên lôi pha và anh ta đang bị trụ bắn quay trở lại để thể dứt điểm Robin nhưng không được. Jin làm gì đây, Jin đứng bất lực và là 5-2 cho Cerberus. Một tình huống 2-2 ở tại khu đường giữa và tình huống tấn công tới từ bên phía Ogam đã có những thông tin đến từ con mắt cắm ở tại khu vực sông dưới của Cyber Sport để họ có thể thiện ra phản công của mình. Cả hai người chơi đường trên đều xuất hiện ở tại khu vực đường giữa trong pha giao tranh vừa rồi, cả hai hỗ trợ cũng tương tự là như vậy và tình huống đẩy về là 2-2, thêm một mạng nữa dành cho Rumble của Pool, một pha tốc biến trồi Tipper và cản được khá nhiều sát thương tới từ các thành viên phía của Ogam và câu được khá nhiều kỹ năng trước khi Yado nằm xuống và tạo tiền đề cho một tiếng gỡ mạng tới thị Hugo cũng như là người chơi đường trên của họ với một cú mưa tên lửa tầm xa. Đây là tình huống mà KT sống sót với cái đồng hồ của mình. Anh ta quyết định dùng một cái đồng hồ ngưng động để thoát khỏi những sát thương cuối cùng đến từ cú thiêu đốt của đối phương. Còn đây là một pha đứng triệu hồi sứ giả hơi vô duyên tới từ Ego. Nó cũng sắp hết thời gian rồi, nhưng ngay sau đó đồng đội của anh ta vẫn có thể gỡ mạng. Sứ giả nhưng mà cái pha nằm xuống Ego là thật. Nó khiến Ego đã có một tình huống nằm xuống bất đắc kỳ tử. Đáng tiếc ở câu chuyện đó, nhưng quay trở lại thì những gì hiện tại bên phía của Cerberus đang sở hữu được, họ đang có được một cái kế hoạch đó tương đối thành công. Đồng ý là trong tình huống vừa rồi Yado cũng không thể nào có thể làm được điều gì tốt hơn, nhưng ít nhất đây là khoảng thời gian Yado bắt đầu tích được cái trưởng trường sinh. Và quan trọng hết, cái cánh đẩy lẻ của Gasbox đang không vận hành đúng. 3-0 dành cho con Rumble thì làm sao mà con Zay nó có thể đẩy lẻ được? Rất khó dành cho Zay nằm trong tay của Kia rồi. Và khi con Rumble của Pool xanh thì người chịu áp lực trực tiếp cho các pha giao tranh chắc chắn sẽ là Style. Đây là một xạ thủ kém cơ động và áp lực tới từ những tình huống vẽ mưa tên lửa tầm xa chắc chắn sẽ khiến cho xạ thủ của Gam khó giữ vị trí hơn. Còn đây là con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu, nơi mà các thành viên phía Cyber Sport đã tập trung khá đông người ra và họ có cơ sở để kiểm soát nó. Lúc này Gam có ý định buông bỏ. Họ phải buông bỏ thôi, bây giờ biết là tầm này đánh nhau không có cửa. Họ biết là Goni này thả gấu một cái thì Style, bây giờ Style có thêm hai cái tên tẩy cũng không đủ có thể thoát. Còn trong cái đó thì cái cách để có thể giúp cho phía Gamespot họ chuyển sang phản công đó là họ muốn đánh lên khu vực đường trên. Nhưng Bull rất tỉnh, anh ta biết được là hiện tại đối thủ đang nhắm thẳng vào mình, cho nên là anh ta ngay lập tức lùi về sau một cái trụ thứ hai, không để cho đối thủ có thể chuyển tình huống bắt lẻ. Còn trong khi đó vấn đề bắt đầu đây được mở ra khi một mình Jin đứng im ở đây. Trong khi đó Jin có chữ X đã có thể bấm B về thì Jin không có chữ X đang bị bắt lại ở đây và ta đã bị kẹt lại. Anh ta đang bị gây sát thương, anh ta biết một hit đánh thôi đó là mày hạ gục dành cho Yado. Atomis ui đường trên, Bull đốt toàn bộ đội hình của Gam Esports bằng một cách nào đó. Vi đã nằm xuống trong một pha băng trụ thêm một lần nữa. Đó là một pha mà các thành viên phía của Gam đã kéo tới 3 người lên nhưng không làm khó được con Rumble này. Bull vẫn có thể có khả năng phòng ngự từ xa bằng mưa tên lửa và không hiểu kịch bản như thế nào Levi lại bị solo kill. Anh ta nằm xuống ở trong phần rừng của Cyber Sport khi không còn phép bổ cho tốc biến nữa. Một pha xử lý quyết đoán tới từ người chơi trên bên phía Cyber Sport. Vừa phòng ngự trụ thành công, vừa có mạng solo kill đường dưới, vừa có mạng cho Yado. Họ chấp nhận mất đi trụ một khu vực đường trên, nhưng họ có được khá nhiều thứ tại cánh dưới bản đồ. Họ cũng có trụ, họ cũng có mạng. KT lao lên. KT bất lực. Mặc dù đang có những cú phi hồ nhưng mà đáng tiếc là rất khó có thể làm được một điều gì ngoài những pha phi hồ một cách vô tội vạ như thế này. KT có thể sẽ bị câu kéo nếu như anh ta cứ tiếp tục lao lên tấn công không có mắt đằng sau lưng của Ego. Nhưng tôi cảm giác con mắt đó chỉ là một con mắt mà bên phía của Cerberus họ sẵn sàng để đó để có thể đánh lừa thị giác của KT mà thôi. Quay trở lại với câu chuyện cũ, hiện tại Gasport đang gặp vấn đề lớn, họ không có được công trình, xin các bạn là không có được cái cách để có thể giúp cho Zay thoải mái đẩy. Thì Style, cái phạm vi bắn của Style nó cũng sẽ tương đối hạn hẹp. Khoảng thời gian này bắt đầu con gấu của Yado nó sẽ bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Quan trọng hết, mưa tên lửa của Bull càng ngày càng đầu. Mới nói xong thả gấu lấy được thanh tẩy quay trở lại bắn tên lửa đạn đạo Yado gây đắp sử dụng đồng hồ của mình. Gấu nó dí thêm và tát vào người của Style, tát một cái khiến cho Style cần phải nhớ nhưng mà cần phải lùi về. Style ở ngưỡng máu như thế này thì có lẽ trong một khu đường giữa của Gam sẽ cần người khác ra để phòng ngự. Style ở một trạng thái sinh lực rất tệ và anh ta thậm chí tiếp tục bị tấn công bởi Tipper. Ui quá tội nghiệp, Style solo với con gấu.
May mắn thay là con gấu này nó vẫn chưa đủ lực để khiến cho Star phải nằm xuống, nhưng với lượng máu này Star cần phải suy nghĩ rất nhiều. Gia Đô vẫn còn tóc biến lên quy cũng là một cái gì đó rất nguy hiểm mà Star cần phải lưu ý rất nhiều. Jin thì vẫn đang bảo kê cho nên anh ta khá thoải mái cầu sống con tóc kia. Gia sẵn sàng cho pha lôi phạt, nhưng tôi cảm giác lôi phạt tầm này thì nó sẽ rất dễ nằm ngược lại chứ không phải là có thể chiếc điểm đi Gia Đô. Một pha đấu mà chênh lệch mà Hạ Gục đang nghiêng vào cho bên phía của Cyber Esports là tương đối nhiều. Một điểm sáng cho Gam khi họ giữ được chênh lệch về tiền không ở một ngưỡng quá khủng khiếp, nhưng sự chủ động vẫn đang nghiêng bên phía của Cyber Esports nhiều hơn. Họ tập trung đội hình trong khu bùa đỏ của Gam, tìm kiếm cơ hội tấn công, hỗ trợ cho Pool trong việc lấy trụ một khu đứng trên của Gam Esports. Và lúc này thì Levi cùng với Kiaya đang không nhận được sự hỗ trợ đến từ các thành viên còn lại. Có một điều tôi đồng ý với là anh Tùng, đó chính là lượng tiền hiện tại của Gam Esports họ không để tôi thiệt. Nhưng cái đội hình của họ với cái việc tiền, với cái lượng tiền như thế này tôi cảm giác là nó không đủ để có thể khẳng định sức mạnh của họ. Họ đang nắm giữ một đội hình bắt lẻ rất là mạnh, nhưng trong giai đoạn sau, khi Gia Đô càng ngày càng khỏe, khi Miego cũng có được một cái sức sát thương nhất định, và chưa kể đến một đội hình giao tranh mà bạn có một con Alista, có cái mưa tên lửa của Bull, thì cái góc bắn của Star tương đối hạn chế. Lúc đó, Gam Esports mới bắt đầu nhận ra là lượng tiền này là một lượng tiền rất nguy hiểm mà Gam Esports sẽ nhận phải ở trong cái khoảng thời gian tiếp theo của ván thi đấu. Tôi nghĩ rằng tại con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu thì Gam sẽ cần phải đưa ra một quyết định khá khó khăn. Một là buông bỏ đi con rồng nguyên tố này, nó sẽ là rồng 2 cho bên phía Cyber Esports, 2 là giao tranh. Họ gọi sứ giả để có ý định lấy trụ ở khu vực đứng giữa của Cyber Esports với một cú húc. Chắc chắn họ sẽ gỡ được một trụ, nhưng sau khi ăn xong trụ thì họ sẽ làm gì đây? Họ đã sẽ cần phải suy nghĩ rất kỹ đây rồi. Một pha bắt lẻ đây là nhắm vào người của Ego. Phía bên này Gia Đô là phải tóc biến, họ chạy. Ego đang vẫn còn thoát đi được trong cái đám mưa tên lửa của Bull. Mưa tên lửa của Bull vẫn đang chờ được thể hồi lại rồi bị bắt đầu nhắm vào những mục tiêu còn lại. Katie đã không còn phi hồ nữa. Anh ta một lần phi hồ nữa thôi là anh ta đã hết phi hồ rồi. Tức là khả năng tấn công ngay khu vực hang rồng này Gam Esports sẽ cần phải suy nghĩ. Họ muốn tạo một sự đột phá bằng cách là mất người, nhưng tạm thời họ vẫn chưa thể làm được chuyện đó khi mà đối thủ vẫn còn sống sờ sờ về Ego. Mặc dù mất đi tất cả những gì tốt nhất được thoát đi, nhưng Ego vẫn còn thở, là cơ hội lấy rồng đến tình với Cerberus vẫn còn mở ra. Gam đầu tư 4 cú chiêu cuối của mình và họ có một pha trao đổi lời về phép bổ trợ khi lấy tốc biến của Levi đổi được tốc biến của Ego cũng như Yado. Cũng là một tình huống tấn công có cơ sở tới từ bên phía của Gam khi mà cái mưa tên lửa của Pool, anh ta đã dùng nó tại khu đường trên để dọn lính. Và qua đó thì không còn cơ hội phản công cho bên phía của Cyber Esports, mặc dù Ego cùng với Yado đã sống sót với một chấm máu, nhưng phần còn lại của Cyber Esports không đủ khả năng để gỡ mạng. Đang là một ván thi đấu mà bên phía của Cyber Esports vẫn đang là những người có được ưu thế nhỉnh hơn. Nhưng Gam hoàn toàn có thể chấp nhận một chênh lệch nhỏ về tiền để hướng tới ngưỡng sức mạnh khác dành cho đội hình này. Cụ thể thì Style sẽ cần từ đồ thứ 2, thứ 3 trở đi, hay là Kia cũng tương tự là như vậy, anh ta sẽ cần đến thần kiếm Muramana để cụ thể hóa những sát thương cấu rỉa tầm xa bằng cầu sống của mình. Có lẽ như vậy, bạn diễn sẽ cần mà thôi. Và khoảng thời gian được cảm giác là phía Gam Esports hình như cũng đang suy nghĩ kỹ cho câu chuyện là nên bỏ con rồng này. Đây vẫn là một con rồng rất nguy hiểm mà Gam Esports nếu họ đầu tư quá nhiều thì sẽ tương đối khó. Một câu sấm từ Kia không đảm bảo lắm. Để xem nào, đã lấy bao nhiêu máu. Thật ra lượng máu này với cái việc là Kia hơn Robby tới 4 cấp độ, tôi cảm giác nó vẫn chưa đủ lực. Nó vẫn chưa đủ lực để khiến cho bên phía của Cerberus sẽ phải hoảng sợ nếu như gặp Bull. Đây rồi, KT đây muốn hùng. Ui hùng gió hùng. KT hùng trúng gió. Và ngay lập tức KT phải sử dụng cái trượng băng vĩnh cửu hết hai công cụ để có thể giữ chân đối thủ lại. Con rồng vẫn đang được khai thác và cho các thành viên của Gam Esports, nhưng liệu được hay không đây? Style còn tóc biến còn thanh tẩy, Style sử dụng W không thành công, đó là cầu sấm của Kia và tương đối đẹp để có thể lấy một lượng máu khá lớn của Ego. Rồi Robby đang lựa gốc được thể lao vào tấn công, rồng vẫn đang được khai thác. Bull đang có mưa tên lửa, rải mưa tên lửa ra chia cắt đội đối thủ Gam Esports. Rồng vẫn đang hung gió không thành công, đến KT cầu sấm trúng nó khiến cho Robby bắt mũi bật bất khuất lên. Gia Đô đang lựa gốc để thể thả gấu. Robby và là mục tiêu số 1 đang được chọn. Robby đã phải nằm xuống phía bên sau đây. Bull đang đốt người Style, Style bị dính lao điện, Style quay trở lại với người đồng đội của mình. Ego đã lấy được linh hồn sau khi mà đi đã phải nằm xuống. Levi là mục tiêu được chọn, Levi nằm luôn rồi. Style đang đứng quá đơn độc cô đơn trong bờ cõi, anh ta đi ngang qua bụi cỏ nhưng ta sẽ trở thành bụi cỏ. Double kill cho Ego và chiến thắng trong thủng giao tranh đến từ Cerberus. Bấm B về trong lo sợ, trong lo âu, đó là Jin. Và Jin vẫn có thể bấm B về được, nhưng mà con Baron hình như Cerberus muốn có Baron. Người chơi rừng của Gam đang trên bản điểm số thì Cyber Esports có dư sự tự tin để có thể khởi động con Baron này. Mặc dù đó là một tiếng họ mất rồng nhưng họ có phao tranh thắng. Họ mất Ronopi từ cực kỳ sớm nhưng ngưỡng sức mạnh của đội hình bên phía Gam chưa đạt. Những quả cầu sấm của Kia có tỷ lệ trúng cao nhưng lượng sát thương đi cùng với những quả cầu sấm tại thời điểm này nó chưa thể nào làm khó được bên phía Cyber Esports. Và đó là một quyết định giao tranh khá mạo hiểm đến từ bên phía của Gam. Họ phải trả giá mà thôi. Đây là con rồng mà Jin cũng chỉ là một con Rakan nâng cấp băng giá chứ không phải là sách phép. Anh ta không thể nào có thể tìm một cái gì đó để kết con Baron được cả. Chúng ta cùng nhìn lại pha giao tranh này. Trước thềm giao tranh bên phía của Gam không cấu gì được quá nhiều. Những kỹ năng định hướng đến từ KT cũng thực sự là vấn đề khi anh ta không đưa ra được bất kỳ một cú hôn gió nào chuẩn xác cả. Và mặc dù mất đi Ronopi sớm và mặc dù mất thêm cả con rồng nguyên tố nữa, nhưng hãy nhìn cái cách bên phía của Cyber Esports giao tranh. Pool không tiếp tốc biến của mình tiếp cận và Style không còn máu để giao tranh nữa. Cái quan trọng hơn đó là Style không có cách nào có thể đánh cùng với những người đồng đội của mình được. Pool chỉ cần một vài tình huống lao điện nhẹ thôi là lấy một lượng máu rất lớn của Style.
Còn trong khi đó ở phía cánh ngược lại, không có ai có thể cản được Artemis bắn cả. Artemis được quyền thoải mái xả sát thương. Levi quá tập trung cho câu chuyện sử dụng tả xuống rồi có thể ngăn cản và lao vào tấn công đến Robin. Từ đó ta cũng mất chiêu cuối để có thể tiếp tục gia tăng thêm khả năng khống chế và khiến Artemis phải nằm xuống. Gunsport họ thua một pha giao tranh một cách rất thuyết phục, và đặc biệt hết họ mất con Baron rồi. Để xem khả năng tận dụng Baron tới từ bên phía của Sabre Sport trong tình huống này sẽ là như thế nào. Tạm thời nó chưa mang lại quá nhiều giá trị nhưng vẫn còn khoảng chừng 2 phút nữa để họ có thể triển khai. Quyết định bắt lẽ, quyết định bắt với người Gio. Gio ngay lập tức xin cho nó hồn một phát thả gấu rất tuyệt vời đến từ Shadow nhân chơi hỗ trợ cho tất cả. Brand ta đã bị dính tạ xuống hũ độc, anh ta đang cố gắng gượng nhưng mà gượng không nổi, đã mất tất cả gì có thể. Robby bắt đầu đứng che cho Artemis được bắn. Gio muốn làm tấn công nhưng Artemis bắt đầu thả lông của mình ra. Ta đã nhắm vào người Sai, ta không tiếp cận được Sai, rút lông về quá tệ và ngay lập tức cả tiền lao. Nhất điểm xạ thủ một phát bắn nó thôi và Sai của bạn cùng tuyệt vời cho Gaming Sport. Đơn giản là họ có pha giao tranh rất mãn nhãn. Và đó là một cú quét sạch mà Gam chỉ nằm xuống một người duy nhất, đó chính là Levi, người lao vào để tạo tiền đề cho tình huống giao tranh vừa rồi. Một pha bấm đồng hồ câu được khá nhiều thời gian, triệu hồi tipper cũng là ba người tới từ Yado. Nhưng khi mà các thành viên phía của Gam Esports là những người có khả năng tập trung đối nhanh hơn, họ có khả năng ra vào giao tranh tốt hơn. Rất nhiều người của Gam yếu máu trong cú này nhưng họ không phải lên bảng đếm số. Hãy nhìn cái cách mà Style thả diều với cái tốc biến của mình. Anh ta giữ vị trí với một chấm máu và trả sức thương ngược trở lại. Artemis sau một pha cố gắng lao lên với tốc biến để có thể tiếp cận, không hạ được Style, đặt mình vào vị trí xấu. Và đó là một con Baron âm tiền, âm rất nặng dành cho phía Sabre Sport. Một pha thả diều thật sự rất tuyệt vời đến từ Style. Tôi không thể nào ngờ được anh ta có thể giữ được cái lượng máu ở mức đó mà ta vẫn có thể bắn được vài phát nữa. Và đó là đều là những phát mang lại cho Style, không chỉ là màn hỗ trợ mà là màn hạ gục nữa. Lượng triển trang bị hiện tại của Style thực ra tầm này tôi cảm giác là nó vẫn chưa ở cái mức độ gọi là kinh khủng lắm đâu, mà con xin nó sẽ cần có thêm một tỷ lệ chí mạng nữa. Và ngay tức Style đã đóng cho mình một cái kiếm bếp, bắt đầu cảm thấy dấu hiệu giàu có đến từ Style sau khi mà anh ta có liên tiếp những hạ gục rồi. Đây chính là ngưỡng sức mạnh mà Gam có thể lật lại ván đấu khi trong cái khu vực đường trên, khu vực đường trên tên lửa. Ui khá tiếc, khá tiếc trong thứ đó. Nếu như tên lửa nó nhanh hơn một tí xíu nữa thì chắc chắn là Style là người đang bị hạ gục, thì nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà thôi kệ, có mạng là tuyệt vời rồi. Đang liên tục là những pha chủ động di chuyển tới từ Levi và thực hiện những pha bắt lẻ. Đội hình của Gam có khả năng bắt lẻ một mục tiêu cực kỳ tốt, và vừa rồi họ đã làm điều đó với một con Rumble không còn tốc biến của Pool. Những nỗ lực tới từ Pool trong việc câu kéo thời gian nó không đủ nhiều để Sabre Sport tìm kiếm một cơ hội tấn công ngược trở lại. Trong khoảng thời gian này cũng không có mục tiêu nào để bên phía Sabre Sport có thể kiểm soát hay tạo áp lực cả. Và Gam vẫn sẽ có những kỹ năng như là phi hồ, như là tả xung gỗ đột ở tại con rồng nguyên tố thứ tư vào đấu này. Họ sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa, họ vẫn đang tiếp tục nâng cấp cái khả năng bắt lẻ của mình bằng rất nhiều những công cụ được thể nhằm tối đa hóa lượng sát thương của mình nữa. Chắc chắn là như vậy rồi, Gamesport sẽ chưa muốn dừng lại đó. Giai đoạn sau, khi mà thời điểm con rồng ra đó sẽ là một giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Và đó cũng sẽ là thời điểm then chốt đến cả hai để xem quyết định bên nào sẽ bên có được những lợi thế. Gamesport chắc chắn sẽ muốn con rồng này rồi, họ đang cần cho KT thêm khả năng đẩy, họ đang cần cho KT thêm khả năng trụ. Và quan trọng hết là Kia tương tự như vậy. Nếu như có con rồng đứt, những tình huống nhấp nhả Gamesport rất khó chịu. Hãy nhìn lượng trang bị lúc này của Kia, ba món trang bị này khả năng cấu rỉa tuyến đầu của anh ta vào bất kỳ thành viên nào của Sabre Sport đều có thể hiệu quả cả. Trong khi đó Levi đã về hoàn thành trang bị thứ hai của mình, đó là một cái búa rìu sát thần. Lượng sát thương của đội hình Gam vừa có một ngưỡng sức mạnh tăng tiến vô cùng đáng kể. Trước đó họ có những pha mở nhưng không đủ sát thương để giết điểm ai cả, nhưng bây giờ thì có rồi. Liên tục là những tình huống hôn gió. Ui KT hôn gió vẫn không trúng, Levi bắt đầu bay vào đấm nhưng mà hiện tại chưa ai hỗ trợ cả. Robby vừa rồi nhận một lượng sát thương khá là căng đến từ phía Gamesport. Cầu sắm không trúng đến Kia, cần phải có thêm nhiều kỹ năng định hướng nữa, nhưng như đây là đủ rồi. Những tình huống cấu rỉa vừa rồi rất khó chịu đến từ Kia và những người đồng đội cũng đã đủ để khiến cho Robby cần phải lùi ra và không cách nào có thể lao vào tấn công được cả. Rakan cũng như Larry đang liên tục tạo ra những tình huống khó chịu. Họ đang muốn khép góc, họ đang muốn có một tình huống mở giao tranh. KT bắt đầu lao lên tấn công hôn gió một lần nữa không trúng, nhưng mà Boon đang trong dạng quá tải cho đến Boon không thể nào đáp trả được. Trường băng không trúng luôn, cầu sấm thì trúng vào người của Robby. KT đã hết phi hồ rồi cho nên khả năng tấn công Gamesport cũng đã tương đối bị hạn chế. Nếu như có những pha xử lý kỹ năng cá nhân, xử lý kỹ năng định hướng tốt hơn tới từ Gam, họ đã có thể có thêm nhiều tài nguyên hơn sau khi có được con rồng nguyên tố vừa rồi. Còn nếu như không có được những phát động tấn công tốt tới phía Gam thì ra họ không mất gì cả, họ chỉ mất đi những kỹ năng của mình mà thôi. Và vừa rồi thì bên phía Seresport không tìm ra được đường để tiếp cận khu vực hang rồng, cho thấy sự khó khăn trong việc triển khai đội hình hiện tại của Seresport là như thế nào trong các pha giao tranh. Còn bây giờ thì Gam đang có một tình huống di chuyển tới từ Seresport, họ muốn bắt KT. Họ đang muốn bắt KT, KT đã mất đi ngay lập tức dây chuyền và đây là Style. Style vẫn đang được bắn, Style vẫn đang được bắn, tên lửa của Style rất đẹp và ta đang nhắm vào người Robby. Một pha mưa tên lửa khiến cho Style không thể nào có thể bắn được nữa, nhưng lại một lần nữa Gamesport lại gây một sự khó chịu nhất định. Và vừa rồi là một pha mà tôi cũng không hình dung ra kịch bản mà KT có thể thoát chết là như thế nào. Anh ta vẫn có thể sống sót đi ra và đó là một khoảng trống lớn dành cho Kia. Một con dây 3 trang bị lớn tại thời điểm này chạm trụ và cái trụ đường dưới của Sabre Sport, trụ 2 đường dưới của Sabre Sport bốc hơi cực kỳ nhanh. Gam chưa cân bằng được về mạng nhưng tiền thì họ đã hơn từ lâu rồi.
ngưỡng sức mạnh đội hình này đã đến. 4.000 tiền cách biệt đang thực sự là một giai đoạn mà Sunrise Sport gặp rất nhiều khó khăn. Và quan trọng hơn là Style cũng bắt đầu có thể nâng cấp được món trang bị thứ ba của mình rồi, và anh ta rất là thoải mái trong việc nâng cấp trang bị. Anh ta có thể suy nghĩ tới câu chuyện là nổ thần Rubik, nhưng mà anh ta nhìn phía bên kia, ui toàn những tờ giấy rất mỏng và rất dễ bị xé, cho nên anh ta có thể chuyển sang những món trang bị mang theo hướng chí mạng cao nữa là đằng khác. Và chắc chắn là có thể Style sẽ muốn tới cái câu chuyện đó, khi mà hiện tại anh ta đang giữ được vị trí vô cùng tốt, những người đồng đội với một lượng CC khá nhiều, thì chắc chắn sát thương của Style sẽ là điều cần thiết và ta sẽ rất thoải mái trong việc nâng cấp thêm tỷ lệ chí mạng cao. KT quay trở lại đáp trả, nhưng mà ngay lập tức anh ta đã bị giữ chân lại. Cầu sấm khá đẹp, KT đã có một pha trượt bằng khá là ổn, một pha rút lông về rất nguy hiểm, nó khiến cho KT mất khá nhiều máu. Pha này Baron đã ra dịch chuyển, KT vẫn còn đau. Và phi hồn của KT hình như là tôi nhớ không lầm hình như Baron cũng có sử dụng luôn rồi thì phải. Có sử dụng rồi và nó đang trong thời gian hồi chiêu. Tuy nhiên thì ở cấp độ 16, chiêu cuối của KT sẽ hồi cực kỳ nhanh. Anh ta có dịch chuyển, anh ta dùng nó ngay lập tức ra khu vực đứng giữa để hỗ trợ phòng ngự. Và đây là tình huống mà Sunrise Sport cũng không thể nào có thể chạm trụ được của Gam. Cánh trên bản đồ là những con mắt kiểm soát. Những con mắt kiểm soát này đang tạo tiền đề cho những quả cầu sấm nãy giờ của Kiaya liên tục đáp vào người bên phía Sunrise Sport. Không thể nào có thể đánh ở một trạng thái thiếu tầm nhìn như vậy được. Thêm một quả cầu sấm nữa. Một loạt những quả cầu sấm được Kiaya triển khai và lượng sát thương của nó đang thực sự làm khó Sunrise Sport. Đúng là như vậy, nghe tức Ronobi đã phải muốn thoát ra, dù thoát ra không được, tên bị dính một cú xuất hiện ngoài trái để bắn rất đầu. KT đã không chết, chúng ta người của Ronobi đang trong thế nguy hiểm. Bull thả ra mưa tên lửa, Ronobi lao vào tấn công một pha combo một hút nghiền nát, tên bị dính chực bắn, tên bị tấn công và tên phải bật bất khuất của mình lên rút lông về không ổn lắm. Và tên biết đang quay trở lại tấn công một người Jin đã phải nằm. Ronobi đang vẫn bốc linh hồn, tạ xuống đâu phần người Atomic bị Levi đấm nằm xuống. Yado quá lạc lõng, Bull tại đây cố gắng thả ra những kỹ năng của mình nhưng không được rồi. Khi Yado bị gục và sai bắn chết được một thành viên của đối thủ nữa, sẽ là chiến thắng cho Gam Esports. Một pha giao tranh cho thấy đẳng cấp giao tranh của Gam là tốt như thế nào. Những cái tốc biến được sử dụng một cách hiệu quả và họ dùng nó vô cùng quyết đoán trong pha vừa rồi. Chỉ cần mưa tên lửa của Pool được giải ra là Kiaya là cả Style liên tục dùng hai cái tốc biến để thoát khỏi lưỡi sát thương của nó. Và Levi thì giữ chiêu cuối của mình cho tới thời điểm mà anh ta tìm được nó vào người của Artemis. Một đẳng cấp giao tranh thực sự khác biệt đến từ Gam ở trong ván thi đấu này. Và họ mặc dù gặp khó khăn đầu trận nhưng vẫn có thể lật lại nhờ khả năng giao tranh tốt của mình. Rất tuyệt vời. Đơn giản là những tình huống bắt lẹ nó đến từ việc Levi đã luôn biết cách làm sao đó để có thể chủ động, có thể tấn công được vào người Gigo, có thể tấn công được vào người của Yado, khiến cho cả hai đều trong trạng thái nguy hiểm. Và cái kỹ năng của họ là gần như là kỹ năng chỉ thẳng đầu rồi. Đồng ý là KT có những pha hùng gió nó tương đối lạc tệ, nhưng nhìn đi nhìn lại, tả xung hô đồ của Levi là một trong những công cụ rất tuyệt vời để có thể gia tăng thêm khả năng bắt lẹ. Còn trong cái đó Cerberus, đây là một ván thi đấu mà ván thi khúc đầu họ đánh rất là tốt, đúng, nhưng mà về sau bắt đầu có những pha đi lẹ dần dần mà cứ nằm xuống một cách bất chợt và từ đó mất luôn cả ván thi đấu. Một giai đoạn đi đường đã được xử lý rất tốt từ bên phía của Sunrise Sport. Họ có những pha bị băng trụ nhưng đều là những pha họ phản công tốt. Một pha double kill cho Pool tại khu đường trên, một mạng khu cánh dưới dành cho Ronopi. Nhưng Gam vẫn thực sự biết cách để có thể trở lại. Ngưỡng tiền mà Sunrise Sport dẫn trước trong ván thi đấu này sau khi có được Baron nó khoảng chừng 2.700. Nhưng ngay thời điểm đó, ngay thời điểm mà họ bước lên được sau Baron, họ ngay lập tức bị dập tắt với liên tục là những pha tranh thắng dành cho đội bên phía của Gam. Và thực sự đây là một cái điều đang khiến cho Gam bay rất cao trên bảng xếp hạng. Họ có thể gặp khó đôi chút, họ có thể gặp những biến số bất lợi ở đoạn đi đường, nhưng đến giao tranh tổng, đến giai đoạn giữa trận, Gam vẫn giữ được mình và họ vẫn có những tình huống kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý. 20.800 sát thương, 19.3k dành cho xạ thủ cũng như là dây nằm trong tay của Kiaya. Cả hai đều là những nhân tố phải đảm bảo được một lượng sát thương rất tuyệt vời và cả hai đều tận dụng nó rất tốt, giữ tình huống cấu rìa rất là kinh khủng. Giai đoạn trước đó đồng ý là Kiaya có những pha cầu sấm nó hụt hơi nhiều. Và trước đó thì một khoảng thời gian mà trang bị của Kiaya nó vẫn chưa đảm bảo lắm thì anh ta không đạt được cái mức độ chất lượng. Nhưng càng về sau khi bắt đầu có đi bài hạ gục, khi mà Style cũng bắt đầu dần dần có đi món trang bị cho mình rồi thì mọi chuyện nó khác hoàn toàn. Style bắn càng ngày càng đau và dây cầu sấm quá chuẩn chỉ khiến cho Ronobi lạc lõng hoàn toàn và từ đó kéo tới cả một đội hình thi đấu yếu dần dần đến từ bên phía của Cerberus. Một ván thi đấu tuyệt vời của Gam Esports. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn khi ván thi đấu thứ hai được bắt đầu.